hoạt động hiệu quả hơn. Đây là một cái thông tin tuyệt vời cho những cái báo tin rất là tốt trong chapter chúng ta, như là báo tin công nghệ. Và ngày hôm nay thì tôi muốn trình bày với các thành viên về cái quá trình hình thành báo tin và cái mục tiêu của chúng ta thời gian tới là cùng nhau xây dựng những báo tin tốt. Vâng, đầu tiên thì tôi xin muốn nói là người về con đường hình thành báo tin. Báo tin đầu tiên hình thành từ những cái nhóm nhỏ, từ những cặp đôi một một. Sau đó thì lên thành Drag là nhóm 2, nhóm 3. Sau đó thì chúng ta có những power team đầu tiên và cuối cùng là power team xuất hành. Vâng, để chi tiết hơn cho chúng ta hiểu rõ vấn đề thì tôi sẽ sử dụng hình ảnh như sau. Đây là một vòng tròn. Và đây là công thức nhận diện của BNI là BCP, tức là nhận diện cộng với tín nhiệm thì bằng lợi nhuận. Ở trong cái vòng tròn này thì cái vòng tròn lớn nhất của chúng ta là toàn bộ chapter. Tiếp theo phân tích kia đó là những thành viên mà có trung tập khách hàng. Tiếp theo thì đó là power team, và cuối cùng là referral partner, có nghĩa là người vợ hay người chồng thân thiện của chúng ta. Đây là, và bắt đầu chúng ta xây dựng power team, bao giờ chúng ta cũng xây dựng từ việc là chọn referral partner, tức là chọn một người tuyệt vời như là người vợ hoặc người chồng của mình. Đó là những người mà sẽ cho chúng ta chủ động, chúng ta luôn yêu quý họ, họ yêu quý chúng ta và chúng ta sẽ làm cặp đôi hoàn hảo. Sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng dần dần lên thành power team và sẽ phát triển rộng ra. Thì con đường như vậy, cho nên các thành viên của chúng ta hãy chọn cho mình những cái người chồng, người vợ tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời để xây dựng power team. Tiếp theo, vâng, trong hội nghị đỉnh cao này thì chúng tôi đã học được kỹ thuật làm power team và kết hợp với lại gia tăng hiệu quả kinh doanh rất là tuyệt vời. Đó là trong trong cuộc sống chúng ta thì người ta đã thống kê được 6 tình huống kinh doanh đơn giản nhận tài hiệu quả. Đó là thứ nhất là business leader, có nghĩa là bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của mình, khởi nghiệp. Getting help, có nghĩa là cải thiện sức khỏe. Marriage, cưới. Như vậy là có em bé. Real estate, có nghĩa là bất động sản. Và relocation, có nghĩa là có thể di chuyển văn phòng hoặc là di chuyển nơi ở. Đây là 6 tình huống kinh doanh rất là phổ biến trong cuộc đời. Và 6 tình huống kinh doanh này sẽ mỗi một tình huống nó sẽ cho chúng ta tầm 36 thành nghề. Bất cứ chúng ta nhớ là nếu mà trong cuộc đời mà gặp thứ hai có tình huống này, chúng ta giới thiệu ngay cho thành viên chapter. Và điều tuyệt vời hơn nữa là kết hợp 6 tình huống kinh doanh này kết hợp với lại một mặt mã trận bao tin của chúng ta. Xin chuyển sang tiếp theo. Vâng, thì ở lần trước thì chúng ta đang ngồi theo phân tích nghe, đúng không ạ? Ví dụ là nhóm dịch vụ kinh doanh, dịch vụ sự kiện, dịch vụ cá nhân, dịch vụ bất động sản, sức khỏe sắc đẹp. Ở BNI thì người ta đã ra được một cái ma trận kết hợp giữa 6 tình huống kinh doanh và các cái dịch các phân tích phe của chúng ta, và chúng ta sẽ phải thành ví dụ như đám cưới thì có những cái dịch vụ như là sự kiện, bất động sản và tài chính sắc đẹp, Nếu mà các thành viên của chúng ta mà kết hợp được hai vấn đề này với nhau thì tôi kinh doanh sẽ rất là tuyệt vời. Và đây là một cái người ta gọi là power team bất ban, có nghĩa là power team có thể thay đổi theo cái sự kiện như thế này. Tiếp theo, và trong mỗi cái sự tình huống kinh doanh như vậy thì chúng ta phải chọn một cái người là người dẫn đầu. Tôi ví dụ như là cái người sẽ là trọng tâm dẫn dắt, ví dụ như anh Tùng Otes sẽ cưới vợ thì cái người mà có thể là dẫn dắt để đưa anh em vào thì đó chính là cái người tổ chức sự kiện đám cưới, cái người đấy là người trọng tâm dẫn dắt. Và ví dụ như là anh Hà sẽ có một cái tôi được biết anh Hà là có một cái tòa rất là cao ở Sông Đà, thì cái người mà dẫn dắt để xây ở cái nhà đấy thì phải là một người có thể chính là nhà thầu, và đó là anh, có thể là anh Kiên Hoàng Thiện hoặc là anh Tuấn, là những người mà trọng tâm dẫn dắt, và chúng ta phải xác định được trọng tâm dẫn dắt thì mới có thể là đi được, đưa cả bao team vào được. Tiếp theo, và đây chính là những cái công cụ kinh doanh bao team hiệu quả, và chúng ta chỉ cần làm như thế theo những bước như này thì chúng ta sẽ dần dần sẽ hình thành được cái công cụ của bạn làm bao team tốt. Đầu tiên là chia sẻ, là tham gia networking, sử dụng sổ danh thiếp giới thiệu, chủ động dùng câu hỏi gợi mở. Những cái vấn đề này là phần chi tiết, và tôi muốn nói rằng hôm vừa rồi khi mà tổng kết lại bao team ấy thì người ta hỏi là điều gì bạn mong muốn nhất từ BNI, thì điều đầu tiên người ta hỏi là người ta trả lời đó là referral, và thứ hai đó chính là người ta mong muốn có bao team. Thực ra bản chất của hai thằng là một, vì bao team đã chiếm 67% referral trong BNI. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta xác định với nhau là referral và bao team rất là quan trọng, tuy nhiên một thống kê là 67% mọi người không đi học và không có nắm được quy trình. BNI tạo ra, chúng ta bỏ 8.3 triệu ra vào BNI để mua quy trình làm việc, và những cái buổi đào tạo về bao team chính là cái buổi chúng ta nhận quy trình. Chúng ta không nhận đủ quy trình thì chúng ta rất thiệt, và khi đó chúng ta kinh doanh không hiệu quả thì biết trách ai bây giờ.
Vâng, chính vì vậy tôi muốn nói rằng cái buổi học về Power Team ngày đầu tháng 8 tới rất quan trọng, mà cả chapter chúng ta sẽ tập trung để học điều đó. Tiếp theo, cuối cùng, tôi muốn nói rằng là chúng ta hãy tìm cho mình những người bạn đời, hoặc là những cái người đồng đội của chúng ta, hãy chọn cho mình con người tốt nhất, đó là những cặp đôi hoàn hảo của chúng ta, để cùng nhau chủ động yêu thương nhau và trao đổi cho nhau những cơ hội kinh doanh. Và từ cặp đôi một chúng ta mở rộng thành 2, 3, và đó là tương lai của chúng ta, bao tim của chúng ta sẽ hình thành từ những cá nhân tuyệt vời như vậy. Xin chúc các anh chị tìm được vợ, được chồng của mình, cưới tại Chapter. Xin cảm ơn.